Dạ rồi, con xin mến chào quý cô chú bác, anh chị gần xa đã quay trở lại với kênh YouTube của Cây Cảnh Minh Thiện nha. Thì hôm nay con đăng clip này lên để chia sẻ quý cô chú anh chị cây nhãn tím tại vườn con. Thì hôm nay trái nó quá trời quý cô chú ơi. Trái nó tím rất là đẹp. Thì vườn con gồm có 4 cây nhãn như thế này nha quý cô chú. Trái này chuẩn bị chín nè, rất là thơm. Đây, trái to, thơm. Loại nhãn này thì trồng rất là đơn giản nha quý cô chú. Đây là con ở trên Tây Ninh, thời tiết nóng bức nhưng mà trồng vẫn tốt. Cây này thì một một cốt thoát thân tầm 1 mét, lá tím luôn, lá tím là trái tím rồi bông tím luôn, nói chung là rất là đẹp nha quý cô chú. Đây còn còn rất nhiều này. Thì cái này là con không có giao lưu nha quý cô chú, chỉ chia sẻ cho quý cô chú xem cái loại nhãn tại vườn con thôi. Đây đọt nó màu tím luôn. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi, đăng ký kênh. Chúc quý cô chú anh chị một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nha.